Mình là Tấn Phát, bên cạnh mình là Hồng Định. Và video ngày hôm nay, Tấn Phát và Hồng Định xin phép chia sẻ đến các anh chị 4 điều kiện để mua, thuê mua nhà ở xã hội IEC Cộng đồng Bình Định. Điều kiện thứ nhất thì anh chị là công nhân, anh chị là những đoàn viên công đoàn, anh chị là những người đang làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Điều kiện thứ hai về cư trú là những anh chị có địa chỉ thường trú tại tỉnh Bình Định hoặc những anh chị tạm trú tại tỉnh Bình Định ít nhất 1 năm. Trong trường hợp những anh chị tạm trú tại tỉnh Bình Định ít nhất 1 năm thì phải có đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 1 năm. Điều kiện thứ ba là quý anh chị không nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên. Điều kiện thứ tư đó chính là những người chưa sở hữu nhà ở đất ở hoặc đã sở hữu nhà ở đất ở nhưng diện tích chật chội dưới 10m² trên một người, và những người này chưa từng được duyệt mua thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tấn Phát và Hồng Định vừa chia sẻ đến quý anh chị 4 điều kiện mua nhà ở xã hội IEC Cộng đồng Bình Định. Các anh chị nếu quan tâm tới dự án IEC Cộng đồng Bình Định hãy liên hệ Tấn Phát và Hồng Định theo thông tin bên dưới nha. Cảm ơn và hẹn lại ạ.